An biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong tin tức ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay cập nhật những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Các bạn thân mến, lại tiếp tục có một câu chuyện dị thường và kinh hoàng vừa xảy ra tại Trung Quốc liên quan đến nỗ lực khắc phục hậu quả của chính quyền sau khi hai cửa đập Yamata đã bị vỡ, làm hàng chục người chết và mất tích. Nhiều nhà cửa và công trình bị phá hủy, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Và trong quá trình thực hiện công việc này, những đội cứu hộ của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng mà rất nhiều người không thể tin vào mắt mình và không thể nào quên, khi họ nghĩ rằng có phải do mình quá mệt mỏi nên bị ảo giác hay không, hay đang sống ở một thế giới nào đó. Đó là việc những người này đã mục sở thị việc âm mượn được, cùng nhiều tiếng kêu khóc ré lên khiến người ta nghe kinh sợ, rợn tóc gáy. Câu chuyện mang màu sắc ma mị kia nhanh chóng được lan truyền trên cộng đồng mạng và làm xôn xao dư luận. Nhiều lời bình luận cho rằng phải chăng khi thời suy thì quỷ lộng hành. Kính thưa quý khán giả, vài người trong đội cứu hộ đã chứng kiến kể lại rằng khi họ đang trong giờ nghỉ ngơi thì nhận được lệnh từ cấp trên sai toàn bộ lực lượng phải lập tức lên đường đến những vùng thiên tai tại Nghi Sơn, Trùng Khánh, Hồ Bắc để cứu viện. Do vậy, tất cả quân đội và hàng chục xe quân sự đã được điều động. Tuy nhiên, khi lái xe đi đến một nơi chỉ cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Nghi Sơn 1 giờ đồng hồ thì xe của quân đội bỗng dưng gặp vấn đề. Tất cả các kỹ thuật viên đã vội vã dừng xe để kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào. Lúc này là khoảng 8 giờ tối. Đèn pha trước đầu xe tất cả các xe đều bật đột ngột tắt. Do đó, đành theo lệnh của cấp trên, đậu tất cả các xe nhấp vào bên phải đường. Theo lời nhân viên cứu hộ kể lại, đoàn quân một lúc sau lại nhận được lệnh rằng tất cả nhân viên cứu hộ lên xe. Bất kể nhìn thấy gì trước mắt đều không được phép nói hoặc làm náo loạn. Cứ như vậy, mọi người ở trong xe cho đến tận khuya, cuối cùng cũng không biết là đã mấy giờ. Và thời điểm đó, toàn bộ nhân viên trong quân đội đều ở trong tình trạng nửa thức nửa tỉnh. Chợt nghe ngay bên cạnh xe có tiếng vó ngựa ầm ầm chuyển đến đánh thức tất cả mọi người. Chỉ thấy bên cạnh xe của lực lượng cứu hộ xuất hiện từng chiếc xe ngựa, mà những chiếc xe ngựa này đều xuất phát từ hướng khu vực thiên tai. Đến khi các thành viên thò đầu ra cửa sổ xe để nhìn ra xem bên ngoài, họ đã sốc vì thấy trên mỗi chiếc xe ngựa chở đầy đầu người. Những chiếc xe đó chạy qua chạy lại trong khoảng 30 phút, ước chừng có trên 180 chiếc. Khi tất cả xe ngựa đã đi qua, đội cứu nạn đã cố gắng khởi động lại ô tô. Thật thần kỳ, chúng lại hoạt động trở lại. Sau đó, quân đội lại tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, có người đã dựa theo số đầu người trên xe ngựa đoán rằng đã có hơn 7.000 người chết trong trận vỡ đập. Người ta đã xác minh rằng thật sự đã có số người thiệt mạng tương đương với con số này sau đó. Âm binh qua đường trong trận lũ khẳng định là có thật. Hiện tượng này không phải là mê tín dị đoan, phong kiến nào đó mà là một hiện tượng khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận lũ lụt vừa qua làm cho nhiều khu dân cư bị san phẳng trong phút chốc. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước, cũng như không có cách nào ngăn cản được. Vì vậy, sau thảm họa, rất nhiều học giả, chuyên gia tập hợp lại nguyên nhân của trận lũ lụt tại đập Yamata đã bị sởn tóc gáy và lâm vào trạng thái trầm tư. Có nhiều người chứng kiến để lại các tình huống khác nhau của những người đối mặt với thảm họa thiên nhiên. Đó là việc người chứng kiến kể lại những sự thật về hiện tượng khó hiểu trước và sau Yamata bị vỡ, suy ngẫm về con người trong tiến trình hiện đại hóa, làm thế nào để sống hòa thuận với thiên nhiên trên thế giới này. Rốt cuộc, có thần Phật, có thiên đường, địa ngục hay là luân hồi hay không? Với sự nhỏ nhất của chủ nghĩa vô thần lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, câu trả lời của rất nhiều người Trung Quốc là không. Tuy nhiên, cho dù con người có thừa nhận hay không thừa nhận thần Phật, thiên đàng hay địa ngục, luân hồi đều tồn tại một cách khách quan. Hơn nữa, có rất nhiều ghi chép trong sách cổ và truyền thuyết dân gian hàng nghìn năm của Trung Quốc. Ngay cả thời hiện đại cũng có những câu chuyện như thế. Trong ký ức của một số người không may mắn sống sót sau trận lũ, thì một nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương ở tại thành phố Nghi Sương kể lại rằng: "Lúc đó tôi đang ngủ say thì cơn lũ bất ngờ quét qua. Tôi cố gắng vùng vẫy bơi trong dòng nước lạnh giá. Lúc này, trong mông lung, tôi tiến vào một thế giới khác. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng dài khập khiễng bước tới mặt tôi. Mặc dù người đó cách tôi rất gần nhưng tôi lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ấy. Sau đó
ông ấy đưa tôi tiến vào một cái hố đen hun hút. Trước mắt hố đen như mực, cảm giác thân thể mình đi theo một cách không tự chủ. Khi đến cuối hố đen, tôi mới phát hiện ra trước mặt tôi là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Người đàn ông đi vào cung điện thông báo. Được một lúc thì tôi nghe thấy bên trong có người nói trong sổ sinh tử không có tên anh ta. Hãy để anh ta về đi. Lúc này tôi mở mắt ra và thấy mình nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho tôi. Rõ ràng nơi mà nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương nhìn thấy là âm tào địa phủ. Sở dĩ anh ta có thể trở lại dương gian từ cõi chết chính là vì anh ta vẫn chưa hết thọ mệnh, không đáng phải chết trong trận lũ lụt này. Sự việc này chắc chắn là nói với mọi người rằng sống chết đều có số, không phải là lời bịa đặt. Thời gian sinh tử của một con người thật sự đã được ấn định từ lâu. Âm binh mượn đường thường xảy ra sau khi một thảm họa đi qua, chẳng hạn như trong một trận động đất, nhiều người trong nháy mắt thiệt hại mà không kịp phản ứng. Cho nên tích tụ quá nhiều oan hồn không muốn rời đi, thế là quỷ môn quan liền mở ra. Địa phủ sẽ phái âm binh đến nhân thế cầu hồn. Những âm binh này tạo thành hiện tượng âm binh mượn đường, người ta cũng thường gọi là quỷ sai quỷ tướng. Kính thưa quý vị thân mến, sân bay ngập nước, chung cư phải phá tường để thoát nước, người dân than trách chính quyền do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Toàn bộ bán đảo Sơn Đông Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn. Nhiều thành phố Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ, đặc biệt Thanh Đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả sân bay Thanh Đảo bị nước nhấn chìm, rất nhiều ô tô trôi trên đường phố. Khung cảnh giống hệt như một biển nội địa, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương. Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7, bán đảo Sơn Đông và những nơi khác có mưa rất to và mưa cục bộ lớn. Thanh Đảo, Chiêu Biển, Lai Tây, Yên Đài và những nơi khác đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Hầu hết các danh lam thắng cảnh, trường học đã phải đóng cửa, giao thông đường bộ gần như tê liệt, nhiều tuyến tàu bị hoãn, tạm dừng hoạt động. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sân bay Thanh Đảo mênh mông biển nước, nước mưa sâu tới 20 cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống cống rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm, khiến cư dân mạng phàn nàn. Thật là nực cười. Đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống thoát nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm, rằng sẽ không bị ngập lụt. Sự vùng lên của một cường quốc hóa ra lại phụ thuộc vào nước ngoài. Cho dù những điều tốt đẹp được nước bạn mang đến, chúng ta cũng sẽ trở thành rác rưởi. Bởi vì phía chính quyền chỉ biết đòi hỏi, không biết bỏ ra, càng không biết bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một điều xấu hổ đối với thế giới. Người ta cũng nói rằng những người có lương tâm trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhầm lẫn đúng sai. Người dùng mạng Wittelen cho biết chung cư Nguyên Trang ở Thanh Đảo bất ngờ đập tường để xả lũ. Đây là suy nghĩ của người Trung Quốc. Chỉ cần đập phá giết chóc, trong mắt của người Trung Quốc không có sự hướng dẫn, không có giao tiếp, không có đôi bên cùng có lợi, không có tương lai, chỉ có suy nghĩ rằng liệu lợi ích này có thể thu được ngay bây giờ hay không. Thật ấn tượng. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị loại bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không có nền văn minh và mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là cái chết. Trong video thành phố Lâm Nghi bị ngập lụt, người dùng mạng Trung Quốc viết: một trong những điều tuyệt vời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tất cả đều là lỗi của người khác. Do lỗi của bão mà thành phố bị ngập lụt như thế này, do thảm họa tự nhiên, gió là một thiên tai, ngủ là một thiên tai, đi bộ là một thảm họa tự nhiên, thậm chí ăn vào có thể gây ra thiên tai. Ý nói tới lệnh cấm ăn thừa đồ ăn để bảo vệ an toàn lương thực, thực phẩm. Thiên tai lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải thoát ra khỏi những thảm họa Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2 tuần trước, Sơn Đông đã có tổng cộng 44 cảnh báo bão, 25 cảnh báo mưa lớn có hiệu lực. Người dùng mạng đăng bài trước đây đã cảm thán sau khi đăng lời than của một vùng Sơn Đông: hãy để mọi người nghe vương chữ Sơn Đông, chính thống, quản lý đất nước thật sự rất dễ dàng. Đây là một cách dễ nhất để quản lý đất nước. Nếu bạn có nhiều người, bạn sẽ phải có kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn có nhiều ô tô, bạn sẽ có số chẵn và số lẻ. Nếu bạn có vận khí tốt, bạn sẽ ra lệnh cho các công ty ngừng sản xuất. Nếu không đủ tiền, bạn sẽ tăng thuế. Bạn sẽ diễu hành. Nếu bạn không thuyết phục được dân, bạn sẽ làm dân sợ chết khiếp. Nước lũ không chỉ biến các quan phố ở Sơn Đông thành biển nước, mà cả những khu vực nông thôn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính khoảng 5.000 mẫu ngô lúa và lạc ở nông thôn bị nước lũ tấn công, một số khu vực chìm hẳn trong nước biển mênh mông.
những khu vực cao hơn cũng bị ngập nước, ngô đang ra bắp và lạc đang xuống vụ. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc ngán ngẩm than rằng không có cách gì trước cảnh cướp bóc này, trái ngược với cảnh bi đát do cơn bão số 7 đang nhắm vào Sơn Đông. Thì tại Sơn Tây, nước lũ tràn đê vào trong làng mang theo rất nhiều đàn cá. Người dân ở đây hòa nhau bắt cá trong không khí rất vui mừng và họ nói đây không phải nước mà là tiền. Vâng, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.